cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm về mua ô tô cũ chất lượng của kênh Xe Đẹp 888. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được một chuyên gia về ô tô chia sẻ cách nhận biết tổng thành một chiếc xe cũ mà còn chất lượng như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào 10 cái vấn đề nổi cộm nhất và cơ bản nhất mà khi chúng ta mua một chiếc xe cũ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết một chiếc xe là Ford Everest để đánh giá tổng thể và tổng quan, cũng như là xem một, những chiếc xe khác như thế nào. Và chúng ta bắt đầu. Để đi đến một chiếc xe mà anh chị em quan tâm đến một chiếc xe mà mình mua đã qua sử dụng, thì cái quan tâm đầu tiên trước mắt là mình nhìn về tổng thể bên ngoài. Thì về phần ví dụ như là tay nắm móc đây là về phần mạ chrome. Thì nếu chiếc xe mà đi ít, đã sử dụng ít thì phần mạ chrome này vẫn còn rất bóng, chưa bị ố hoen và không bị hà. Về phần xi mạ chrome này vẫn còn độ bóng và rất đẹp. Thì đó là một chiếc xe sử dụng rất còn ít. Đấy, tổng thành đấy là anh chị em sẽ coi về cái tổng thành bên ngoài. Đấy, thì về mặt ngoại thất thì trước mắt là mình nhìn về một đầu tiên là mình phải xem đến cái tay nắm mở cửa. Vì chiếc xe đã đi nhiều hay đi ít thì nó thể hiện về một cái phần của tay nắm móc. Vì thường thường là phần chi tiết mở ra mở vào thì thường thường người sử dụng hay cầm vào đây móc mở ra. Thì phần mạ chrome này không còn được bóng như này nữa, thì là đó là một chiếc xe còn hoặc là đã bị hà rỗ hay bị đổi màu hay bị hoen ố. Kiểu theo cái sử dụng hàng thời tiết của Việt Nam mình, có thể là tay các bạn đang có mồ hôi thì các bạn nắm vào đây, thường thường thì trong mồ hôi thì thường thường là có phần axit hay phần muối, thì thường thường nó sẽ bị ăn hoen cái phần mạ chrome này đi, thì nó sẽ không còn được đẹp như thế này nữa và chi tiết này không còn được như này. Thì đó là một chiếc xe đã được sử dụng nhiều và thường thường là nó không còn được đẹp như thế này nữa. Đấy. Còn về phần tổng thành của một chiếc xe thì các bạn quan sát, ví dụ như là về phần tổng thành bạn ngắm tất cả các cái chi tiết, ví dụ như là về phần đồng thì tất cả các đường mép này dường như là phải đều hết. Đấy, đó là của nhà sản xuất thì luôn luôn nó sẽ đều, mà đã chiếc xe đã qua tái chế hay là qua sửa chữa thì những đường mép này sẽ không còn được nguyên vẹn và không được đều, mép sẽ không được đều và các bạn quan sát sẽ thấy nó sẽ bị khác đi, và tất cả những đường mép này hầu như là từ trên xuống dưới đều nhau hết. Đó, đấy là một chiếc xe tổng thành. Còn về phần mình đi đến về phần đèn pha, có nghĩa là thiết bị chiếu sáng. Và các bạn như theo mình kinh nghiệm và mình đã từng làm xe, thì một chiếc xe đã sử dụng nhiều và sử dụng nhiều thì các bạn quan sát đến một chiếc đèn pha, độ trong của đèn pha không còn nữa, đồng nghĩa với việc chiếc xe đã sử dụng quá nhiều. Còn nếu như cái đèn pha này chóa vẫn còn sáng, độ trong suốt, độ sâu của pha đèn còn sâu thì đồng nghĩa với việc chiếc xe đã sử dụng rất ít. Đó là về phần chiếu sáng. Còn ví dụ như về phần trang trí, về các cái thanh mạ chrome và các cái tản nhiệt cũng thế thôi. Thường thường về phần đầu xe là luôn luôn tiếp xúc với lực cản và luôn luôn nó sẽ, nếu như phần này mà sẽ bị mờ hoặc ố hoen đi thì đó là một chiếc xe cũng tiếp xúc với lại môi trường rất nhiều. Đó, và tất cả và đường mép này này, đây này đấy, nếu mà nói đến về phần ngoại thất nhá, về phần cơ khí đi thì chưa có một sự gia cố nào, thì tất cả các đường mép này rất còn đẹp và đều. Đấy, không có một nốt nào gọi là kênh lên hay là ấy, nào như là một đường thẳng tưng rất đẹp, đấy là do nhà sản xuất. Còn nói đến mà tiêu chí về một chiếc xe đã qua sử dụng thì các bạn luôn luôn quan tâm cái đầu tiên thì là các bạn nhìn về tổng thành bên ngoài một chiếc xe thì các bạn sẽ thấy rất bắt mắt khi một chiếc xe người ta được chủ đầu tiên người ta giữ thì chiếc xe rất là đẹp và bắt mắt, nhìn tổng thành một chiếc xe rất là mượt mà. Còn cái đầu tiên, cái thứ hai mà các bạn quan tâm đến mua một chiếc xe đã qua sử dụng thì các bạn chú trọng nhất đến phần gầm và máy. Thì một chiếc xe mà người ta đi ở những phần đường trường và lái xe hay chủ xe giữ thì chúng ta quan tâm đến về phần gầm máy, về phần gầm xe, về phần gầm xe phải còn sáng và không trời xước các vấn đề, ví dụ như về vấn đề giằng cơ, đây là những phần giảm sóc cơ, vì các cái bát cao su là phải còn ngay ngắn, còn nguyên vẹn, chưa bị vỡ và không bị sệ. Thì đó là một chiếc xe sử dụng rất ít. Và cái thứ hai là về vấn đề đây này, ví dụ như là những cái này là cái rô tin lái, ví dụ như một chiếc xe mà di chuyển mà thường thường đánh lái chết nhiều thì thường thường là hay bị vỡ bát và vỡ thì nó sẽ bị sệ. Và cái thứ hai tiếp nữa đến một chiếc xe thì nó là một chiếc rô tin trụ, nếu mà chiếc xe mà đi nhiều thì thường thường là rô tin trụ sẽ bị sệ nghiêng lệch, và các bác nên quan tâm và để ý kỹ
đó là một chiếc xe mà đi ít và sử dụng ở những đường bộ rất là đẹp, thì thường thường là cái rô tuyên trụ này là lúc nào cũng phải còn ngay ngắn. Chứ nếu như mà nó đã bị lệch ấy, hay là nó bị nghiêng hay nó bị sập sệ, mà các bạn nhìn thấy, các bác mà nhìn thấy rõ về cái vấn đề về con rô tuyên trụ này là con rô tuyên lái, thì nó sẽ đi nhiều và về những phần đường xấu thì rô tuyên sẽ không còn được ngay nữa. Đấy là về phần gầm, thì các bác quan sát tổng thể, ví dụ như những cái phần bảo vệ đây cũng còn rất đẹp, hầu như là đi ở những phần đường gọi là phố xá nhiều. Còn nếu đi đường mà xe đấy, thường thường mà đi về đường xấu thì luôn luôn là những sẽ tiếp xúc về những cái phần, ví dụ như đấy thì nó sẽ va chạm nhiều thì nó sẽ không còn ngay gọn. Và cái thứ hai, để một chiếc xe Ford Everest này thì nó có cái phần két giải nhiệt nước và giải dày nhiệt dầu đấy, nếu mà một chiếc xe còn nguyên vẹn thì nó rất còn ngay ngắn. Còn chiếc xe này nếu như do thời gian hay do va chạm đến một vấn đề nào đó ngoại cảnh, hay là một cái tác dụng nào mà nó bị ngoại vi mà nó tác dụng vào một chiếc này, thì các cái vách này nó sẽ không còn ngay ngắn nữa và nó sẽ bị cong bẹp, hay là do va chạm vào mà nó thay đổi, nó không còn ngay ngắn các cái vách ngăn tản nhiệt này. Đấy, để giải nhiệt nhớt cho máy, cho động cơ thì nó sẽ không còn ngay ngắn, và nó đã bị va chạm rồi thì nó sẽ không còn nguyên được như thế này. Đấy, nên là các bác cần quan tâm đến về phần đấy là phần đầu tiên. Và chúng ta bây giờ đi sâu vào về phần máy thì mình cũng xin được chia sẻ với các bác anh chị em mà có nhu cầu mua xe đã qua sử dụng, thì chúng ta cũng trước tiên để một chiếc xe hoạt động được tốt hay không thì cái máy cũng rất là quan trọng. Để mà hoạt động được trơn tru nuột và chiếc máy phải êm, lên ga là phải nhẹ nhàng, gù ga là phải lên tốc độ đạt tốc độ, thì bây giờ mình sẽ xin chia sẻ cho các bác về một chiếc động cơ. Chia sẻ với thêm với anh chị em với lại các bác mà có nhu cầu mua xe đã qua sử dụng thì mình cũng xin được mạn muội chia sẻ về chiếc xe và về một chiếc động cơ. Đây là một chiếc động cơ của con Ford mang thương hiệu Mỹ. Nếu nói đến thương hiệu Mỹ thì người ta luôn luôn chú trọng về tốc độ và tính an toàn của một chiếc xe. Vì vậy đầu tiên các bác quan tâm đến một chiếc xe đã qua sử dụng thì các bác xem phần đầu xe này, tất cả mọi cái thì còn nguyên vẹn ngay ngắn. Đây ví dụ như là đinh bấm là phải còn nguyên. Ví dụ như chiếc xe đã qua tai nạn mà đã qua tái chế rồi thì chiếc đinh bấm này giả sử người ta cũng sẽ làm giả được đinh bấm, là người ta vẫn làm lại và người ta sẽ mài đi và người ta sẽ khoan. Người ta khoan lại, người ta tạo đinh bấm giả, thì chiếc cái đinh bấm này nó sẽ không như là một cái đinh bấm mà để máy nhà sản xuất Hàn thì nó sẽ khác. Người ta bấm máy thì luôn luôn nó sẽ không đều, nó sẽ có một bên cao và bên thấp, nó sẽ không đều nhau. Nhưng nếu như mà sử dụng bằng mũi khoan để tạo giả đinh bấm thì nó sẽ gần như là tròn đều, và cái độ cao này nó sẽ gần như đều và nó bị đấy. Thì các bác sẽ quan sát đây nhá, tất cả các đinh bấm này còn nguyên của nhà sản xuất thì gần như là không đều nhau đấy, rất là tròn. Nhưng mà lại cái phần về vấn đề thẩm thấu thép ấy, để hai làm cho kết cho hai cái phần thép này kết dính vào với nhau thì gần như là nó sẽ không bao giờ ấy, và rất là tròn đều nhau và không cái nào giống cái nào. Còn nếu mà người ta đã tạo giả đinh bấm ấy thì là người ta dùng bằng cái mũi khoan, người ta khoan thì luôn luôn là nó sẽ rất là đều và tròn, chứ nó lại không phải là nó như này đấy, rất này đinh bấm này rất là khác. Đây là còn nguyên nhá, đây các bác cần quan sát, đây là một chiếc xe là còn nguyên. Cái thứ hai là về phần keo chỉ đấy, về phần keo chỉ của một chiếc xe thì nếu mà một chiếc xe chưa va chạm thì dường như là keo không nứt mà đường chỉ keo đôi. Đấy là keo của nhà sản xuất theo quy chế đấy, của nhà sản xuất đưa ra thì nó làm nhà máy thì nó làm sẽ bao giờ đường keo cũng đều hơn và nó sẽ có đường mép, đường đôi. Còn nếu mà keo chạy lại rồi thì gần như là nó là một đường liền, chứ nó không có những cái đường mép này, nó không tạo gờ được thành một đường keo đôi này nữa. Đấy là nhà bên chúng ta khi mà chúng ta mà xe mà có va chạm ấy thì người ta sẽ xử lý lại cái đường keo này này. Đấy, nó sẽ không còn đường mép này nữa. Đấy, đây ví dụ như con này là rất còn nguyên nhá, vẫn còn đường mép keo nữa. Đấy, còn đường đôi này. Đấy. Còn nếu như đã chạy lại rồi thì cái này nó sẽ là một đường. Nó là một đường tròn hoặc là dẹp ấy, phẳng nhưng mà không đều nhau. Còn đây nó rất là đều, thẳng tin luôn, thẳng tắp nhá, thẳng tắp. Đấy, và nó có đường mép, đường móc mép của đường keo. Đấy là nhà máy sản xuất do hãng nó chạy keo thì đương nhiên là sẽ chuẩn. Và cái thứ hai đây này, cái trên nắp capo này còn nguyên này. Đấy, đinh bấm của nhà sản xuất vẫn còn nguyên. Đấy, rất là còn đẹp. Đấy thì là các bác để ý về phần đấy. Và bây giờ mình xin được chia sẻ về cái chiếc máy. Thì đây nhá, các bác quan sát đầu tiên là các bác quan sát
về một chiếc xe, các bác nhìn nhận về một chiếc xe đã qua sử dụng, mà nếu như đã sử dụng nhiều rồi thì cái phần da máy này nó sẽ thay đổi về theo thời gian và theo nhiệt độ. Vì quá trình làm việc nhiều thì cái da máy này nó sẽ thay đổi và nó sẽ hoen ố vàng đi, và nó sẽ không còn được đẹp, nó sẽ không còn được sáng. Còn nếu như nó còn sáng mà cái vấn đề là vật liệu ấy, thì khi mà sử dụng nhiều thì nhiệt độ nó sẽ thay đổi cái phần da máy này đi, nó sẽ không còn được đẹp như này nữa. Đấy, thì tất cả mọi cái đây nhá, vẫn cái thì tất cả còn nguyên bản ốc yếc nhá, còn nguyên sơn bấm keo của nhà sơn bấm nhá, của nhà sản xuất. Đấy, và các bạn đầu tiên quan tâm đến lần là đấy, tất cả các chấm sơn của KCS kỹ thuật về vấn đề tiêu chuẩn của hãng đưa ra là vẫn còn nguyên bản, chưa hề tháo lắp một tí nào, thì tất cả các cái phần chấm sơn hầu như là liền, nó là một đường liền, nó là một đường liền các bạn nhé, nó không thay đổi, nó không thay đổi. Nếu như mà đã tháo ra rồi, tháo ra lắp lại thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ không còn là một cái đường liền như thế kia nữa. Đó, đấy là một cái xe mà còn nguyên. Và cái thứ hai các bạn quan tâm đến một chiếc xe là ví dụ như là chiếc máy phát đây, nếu như làm việc nhiều rồi thì chiếc máy phát này cũng sẽ đổi màu theo thời gian và theo nhiệt độ, vì động cơ làm việc thì luôn luôn sinh nhiệt, mà sinh nhiệt thì nó sẽ thay đổi về màu, về màu nó sẽ không còn được như này và nó sẽ xỉn đi, thì cái phần về vấn đề vật liệu nhôm này, hợp kim nhôm này nó sẽ thay đổi vì nhiệt độ của động cơ nó phát ra là nó sinh ra là rất lớn. Cái thứ hai, các bạn một chiếc xe đã sử dụng nhiều, các bạn nhìn về vấn đề cái cổ xả này nếu mà đã sử dụng nhiều rồi thì nó sẽ đổi màu và nó sẽ không còn được ấy nữa, nó sẽ ố vàng đi. Đấy, về ví dụ như là về phần mạ chrome trên một chiếc ốp bảo vệ chiếc cổ xả, nó sẽ không còn. Cái thứ hai tiếp nữa nhá, các bạn thấy những cái đường điều hòa này đấy, nó vẫn còn rất là đẹp, nó còn là nguyên. Và điều hòa này thì đây nhá, ví dụ như phần điều hòa này khi mà làm việc thì nó sẽ sinh ra nhiệt, nó lạnh mà, khi lúc đấy nó ngưng tụ thì chỗ này sẽ đổ mồ hôi, mà đi nhiều sử dụng điều hòa nhiều thì cái này nó sẽ đổ mồ hôi, mà đổ mồ hôi thì oxy hóa, vì đây là một chiếc ống nhôm, thường thường là ống điều hòa là bằng ống nhôm, nên nếu như mà làm việc nhiều thì nó sẽ ngưng tụ, nước nó sẽ đổ mồ hôi ở đây. Nó đổ mồ hôi ở đây thì nó sẽ oxy hóa về phần nhôm này thì nó sẽ hoen và nó sẽ ố. Lúc đây mình sẽ nhìn thấy là nó sẽ mốc, có thể là nó hà rồ. Thì đó là một chiếc xe đã sử dụng nhiều. Và tất cả đây nhá, ví dụ như đường, chẳng hạn như là đây là một chiếc CPU, đây gọi là hộp đen, nó gọi là một cái bộ não của một chiếc động cơ. Nếu như chúng ta nói đến một chiếc xe gặp nước hay là như thế nào thì để về nói thì mình phải nói về vấn đề chuyên môn, thì các bác thông cảm. Để một biết một chiếc xe gặp nước hay không thì mình phải sử dụng một máy test thì mình mới biết được gặp nước không. Còn chúng ta để kinh nghiệm theo dân gian thì các bác, có nghĩa là để vào nói là các bác chỉ cần nhìn qua cái mắt thì các bác có thể phát hiện được là ví dụ như ở những cái đường, các cái rắc cắm này là nó bằng đồng, các bác rút ra nhá, cái này các bác không rút được đâu, nhưng ở những cái phần rắc cắm khác, ở các cái ổ cắm ở cái đường dây này thì nó là luôn luôn bằng đồng. Nếu như nó gặp nước nhá thì nó sẽ bị oxy hóa các bác ạ, đây những cái phần này nó sẽ bị oxy hóa, ví dụ những cái rắc cắm này nhá mà nó ngập nước thì nó sẽ oxy hóa và nó sẽ hoen. Mà cái đồng ấy mà đã gặp nước ấy thì là nó oxy hóa lâu ngày, nó sẽ hoen và nó sẽ chuyển sang màu xanh, sẽ nó không còn vàng nữa, các cái rắc cắm nó không còn vàng nữa, nó không còn nguyên vẹn nữa, thì nó sẽ đổi màu, nó sẽ đổi màu đi. Thì đó là một chiếc xe gặp nước, thì là chúng ta phát hiện đơn giản là như thế. Còn để mà mình kỹ hơn thì mình phải test thì mình mới được. Còn mình nói thêm về một chiếc xe, ví dụ như là bây giờ tất cả các xe đời mới mà mang tính chất gọi là người đầu tiên nghĩ đến nó là một chiếc phanh ABS, mà các bác phát hiện không cần người ta nói là chiếc xe này phanh ABS hay không, thì các bác nhìn trên xe, đây là một bộ chia điện, bộ chia đây là một bộ chia ABS mà sử dụng bằng điện, mở dầu phanh bằng điện, thay đổi tùy tính năng theo, ví dụ như là theo áp suất của bàn đạp thì chiếc này sẽ, cái hộp bộ chia điện này sẽ báo về CPU sẽ tác động và mở dầu, cấp dầu cho xuống đến heo bánh theo từng tốc độ, tùy theo tốc độ, và dưới bánh nó sẽ có cảm biến báo về CPU thì CPU sẽ mở dầu. Đấy là một tính năng của một chiếc xe là nó có phanh ABS thì nó rất là an toàn, nó sẽ chống trượt, chống tiếp nữa mình sơ bộ thêm về phần đây nhá, ví dụ như là một chiếc xe SUV 7 chỗ thì thường thường có cái bậc lên xuống. Nếu mà người sử dụng ít ấy, thì tất cả những phần này hầu như nó còn đẹp, không xước. Đây hộp xà lông, đây nhá, đinh bấm này các bác này, xe còn rất đẹp. Những chiếc xe mà sử dụng ít hay là không ngập nước hay không bị va quẹt theo cái kiểu là cái môi trường hay là do cái thực tế của các cái cung đường, nó sẽ gồ ghề hay là đá nhiều hay là cổ gà nhiều, thì nó sẽ ra quá trình va chạm thì những cái đinh bấm của cái hộp xà lông này nó sẽ không còn được ngay như này nữa.
Đấy, nếu như mà đã sửa chữa lại thì nó sẽ không còn ngay. Đây toàn bộ hộp xà lông này này, các mình bấm còn nguyên. Tiếp nữa, các bác quan sát. Đây nha, mình sẽ được chia sẻ với các bác về chiếc xe đã qua sử dụng. Nếu như sử dụng nhiều hay sử dụng ít, các bác chỉ cần quan sát cái bô. Cái bô hay còn gọi là cái cổ xả, dân gian gọi là bô hay cổ xả thì cũng là một. Thì mỗi người theo gọi một cách nhau. Thì chiếc bô nó sẽ sử dụng nhiều là nó sẽ đổi màu và sẽ nó sẽ không còn được phần mạ chrome của hãng, của nhà sản xuất đưa ra là nó sẽ thay đổi. Nhưng mà chiếc xe sử dụng ít thì cái phần bô là còn rất đẹp. Đấy, phần mạ chrome sẽ không còn, nó còn nguyên chứ không thay đổi. Đó là một chiếc xe sử dụng ít và gầm đây các bác nhé, còn rất đẹp, toàn bộ vẫn còn nguyên, không có hề va chạm, không hề móc méo một tí nào. Đấy, để mình nói thêm về bộ phận ABS thì nhà sản xuất đưa ra hệ thống ABS. Mình nói thực ra mình nói về sâu quá thì cũng không nên, vì thực ra nó các bác mua xe thì cũng không cần phải quan tâm đến về cái mục đích sử dụng của chiếc ABS là gì, nhưng mà mình chỉ cần nhận biết, người sử dụng chỉ cần nhận biết có cụm ABS này đồng nghĩa với việc là xe có ABS, mà nhà sản xuất đã trang bị hệ thống ABS là hệ thống phanh rất an toàn. Khi ở tốc độ đạt bao nhiêu thì hệ thống phanh ABS mới làm việc, nhưng mà về đấy về phần chuyên môn thì mình không cần nói, chỉ cần các bác và anh chị em mà đã mua xe qua sử dụng, nếu như hệ thống xe đã có ABS, bất kể xe nào các bác cũng sẽ nhìn thấy một cái cụm bộ chi điện này, đó là hệ thống ABS. Nếu có cụm này đồng nghĩa với việc xe có ABS, còn không cần biết có hay không, còn trên tấm lô có thể là có báo ABS nhưng hệ thống không có cụm này thì đồng nghĩa với việc hệ ABS đó là không có. Đấy là mình chỉ cần nói sơ về cho các bác và anh chị em thì sơ qua thế thôi, còn về phần chuyên môn thì mình cũng không nên nói, cũng không nói sâu lắm. Thì các bác nhận biết để một chiếc xe là nó sẽ như thế, có ABS thì là nó sẽ có cụm đó. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm về phần nội thất trong xe. Nội thất trong xe thì các bác một cái ghế lái thì luôn luôn hầu như chiếc xe lăn bánh là người lái xe sử dụng đầu tiên và nhiều nhất là một chiếc ghế lái. Các bác quan sát, đầu tiên các bác quan sát bô lăng lái, người sử dụng luôn luôn phải sử dụng chiếc bô lăng lái này để điều khiển một chiếc xe chuyển động. Thì các bác cứ để ý về ví dụ như đây nhé, về phần da của chiếc bô lăng này, về phần nguyên một chiếc da đấy, đầu tiên các bác lên xe, các bác mở nội thất bên trong xe, các bác quan sát đầu tiên trên xe là phần bô lăng. Phần bô lăng vì người sử dụng đầu tiên là người lái xe để điều khiển một chiếc xe, để một điều khiển một chiếc phương tiện di chuyển thì phải cầm bô lăng. Mà đã cầm bô lăng theo thời gian nhiều hay ít thì nó phụ thuộc vào nhìn vào chiếc bô lăng sẽ phê được. Và tất cả phần da nguyên bản của nhà hàng sản xuất vẫn còn nguyên đẹp. Nếu mà sần sùi hay là chóc hay là lõm thì đó là một chiếc xe đã sử dụng nhiều. Cái thứ hai về phần tổng thể nội thất, cần số và sử dụng nhiều hay không, cần số sẽ không còn được đẹp và sẽ bị chảy xước hay là bị ố hoe hoen. Theo cái thường thường thì người sử dụng mà tay chúng ta là thường thường là có mồ hôi, mà mồ hôi thì thường thường là có muối đi kèm theo, thì tất cả những cái phần sử dụng này nó sẽ không còn được đẹp và nó không còn xỉn như nhà sản xuất mà mới đưa ra. Ví dụ như về phần số đấy, đây nhá, rất là đẹp, còn rất đẹp về nội thất. Để tiếp nữa thì các bạn quan sát thêm về cái phần điều hòa. Ví dụ như là các cái cửa gió điều hòa này, nếu như mà nhà người sử dụng ban đầu mà kỹ cẩn thận mà luôn luôn sử dụng điều hòa trong xe thì các cái cửa gió này nó rất là sạch, nó không hề có một bụi, mà nó có chăng thì cũng sẽ có vì thời tiết, và một chiếc xe hoạt động trên đường thì không thể tránh được, thì khi mình mở cửa ra có thể là bụi vẫn lùa vào, hoặc là có thể người sử dụng kỹ thì thường thường là lấy gió trong. Gió trong thì luôn luôn là lấy không khí trong khoang xe, thì các cái cửa gió này chia ra rất là sạch, nó sẽ không có một tí bụi nào. Đó là một chiếc xe sử dụng kỹ. Đấy, sử dụng kỹ và đẹp. Tất cả các cái núm mà mở này, AC, siếc này chưa hề thay đổi theo thời gian. Ví dụ như người sử dụng nhiều mà sử dụng thường xuyên dùng đến thì các cái ngón tay của mình đây này nó sẽ đổ mồ hôi, mà trong mồ hôi thì có muối, thì tất cả nó sẽ mờ đi, nó sẽ không còn các cái này nữa. Đấy, và thậm chí nó còn bóng, nó bóng hơn các cái vị trí bình thường. Về những cái phần này như thế rất còn đều đẹp. Đấy. Cái thứ hai về tay móc cửa các bác nhá. Đây này, ví dụ như là chiếc tay móc cửa này phần mạ chrome còn rất đẹp. Đó là một chiếc xe sử dụng còn rất ít. Đấy, còn nếu như phần mạ chrome này này thường thường mà người sử dụng nhiều, mở ra mở vào nhiều thì cái phần tay này mở ra mở vào như này thì trong tay mình lúc nào chả có một hơi muối đúng không? Thế nếu như sử dụng nhiều thì chiếc này nó sẽ ố, nó sẽ bị hoen đi, nó sẽ không còn được bóng đều như này. Đây là phần mạ chrome. Đấy.
rất là đẹp. Còn rất đẹp thì đó là một chiếc xe dù ít. Tất rồi tiếp đến nhé, đây là các cái phần phím điều khiển còn rất đẹp, còn nguyên, chưa hề bị mòn màu, màu chữ còn nguyên nhé, chưa mất một tí nào. Đó là người sử dụng rất ít và rất cẩn thận. Đó là một chiếc xe đã qua sử dụng thì còn đẹp thì nó sẽ là như thế. Và thứ hai là cái phần bước lên bước xuống này này, rất kỹ, còn nguyên, không hề xước gì. Nói chung là những phần mà xước sơ sơ thì không thể tránh được, vì một chiếc xe đã qua sử dụng thì nó sẽ không còn được như nhà sản xuất đưa ra. Nhưng mà về vấn đề nó, tất cả mọi cái nó còn ngay ngắn. Tiếp theo nữa, một chiếc xe đẹp mà không va chạm thì các bạn, các bác cũng nên để ý đến phần cột. Phần cột này đấy, cột thì các bác cứ kéo cái gioăng này ra là các bác sẽ nhìn thấy được những cái phần đường bấm, các cái phần đinh bấm của nhà sản xuất, bấm rất là đẹp và chuẩn đều. Phần đấy, ví dụ như là chiếc xe còn nguyên thì là phần đinh bấm vẫn còn nguyên và nhé. Đấy, đó là một chiếc xe còn nguyên. Các bác nên để ý đến những cái phần cột, vì xe đã va chạm hay đã tác động ngoại vi bên ngoài thì những cái đinh bấm này nó sẽ không còn, nó không còn được như này nữa. Và cái thứ hai là các cái đường này nó phải còn đều. Đấy, nó rất là đều. Vì nhà sản xuất nó làm thì là luôn luôn nhà máy nó làm theo một cái tiêu chuẩn Bazem, nó gọi là chính xác cơ khí, nó gọi là cơ khí tính xác tuyệt đối. Và dung sai nó chỉ cho phép thôi. Và những cái đường này, đây các bác nhìn này, vẫn còn nguyên đinh bấm nhá. Và các cái đường nối này này mà nhà sản xuất thì luôn luôn nó đều và đẹp, nó sẽ không bị nổi cộm lên. Còn khi đã làm rồi thì nó sẽ không còn những cái đường đều này nữa, và nó sẽ bị thay đổi, thậm chí nó không đều và nó sẽ bị nổi cộm lên hoặc là nó lượn lờ. Đấy thì nó sẽ không còn, đấy đây, những phần này còn nguyên, thậm chí đây nhá, những đinh bấm của nhà sản xuất vẫn còn nguyên. Đó là một chiếc xe còn nguyên. Thế là các bác chỉ cần ý đến những cái phần đó. Thế là mình cũng xin được chia sẻ một cái số kinh nghiệm về một chiếc xe đã qua sử dụng. Thì các bác cần quan tâm và có nhu cầu sử dụng một chiếc xe, cần mua sắm một chiếc xe đã qua sử dụng, thì các bác cần chú trọng đến một số vấn đề, đó là các bác sẽ yên tâm sử dụng một chiếc xe sẽ được bền lâu dài và sẽ theo ý được, theo ý muốn, và sẽ tại nguyện theo cái nhu cầu và sẽ phù hợp với cái đồng tiền mình bỏ ra. Đấy, mà cái đồng tiền mình bỏ ra mà mình mua được một chiếc xe như ý về mình sử dụng thì lúc nào nó cũng rất là thoải mái. Bác Hồ bảo là cái tư tưởng không thông thì mang cái bình tông không nổi. Thế mà mình mua một chiếc xe mà về mình ưng ý, mà mình được xem từ đầu, mình đã được kinh nghiệm và được truyền đạt của một số các chuyên gia hay là một số các cái bác mà đầu ngành về đã đưa ra những cái kinh nghiệm mà để các bác đã tìm một chiếc xe sử dụng. Khi bác đã được học hỏi và các bác đã được xem qua những phần đó thì khi bác đi mua một chiếc xe các bác sẽ không bị nhầm, và về các bác sử dụng sẽ được như ý, và các bác sẽ cảm thấy là rất thoải mái. Mà khi mà đã thoải mái thì sản phẩm mà tất cả một cái gì đó các bác mua về mà được thoải mái thì luôn luôn là mình sẽ thoải mái, và tâm lý mình sẽ ấy, và nó sẽ luôn luôn đi theo mình, và mình làm cái gì nó cũng thành, là luôn luôn thành công. Khi mà mình thoải mái thì mình làm bất kể một cái việc gì nó cũng thành công, và luôn luôn đem lại những cái điều may mắn cho gia chủ để sử dụng một chiếc xe đã qua sử dụng. Đấy thì mình xin được chia sẻ với các bác một số đôi chút như thế. Và có những cái gì chưa được như ý lắm thì mong các bác học hỏi thêm một số kinh nghiệm của nhiều các chuyên gia đầu ngành về ô tô. Thì thôi thì hôm nay mình cũng xin được chia sẻ với các bác về phần tổng thanh một chiếc xe đã qua sử dụng, để các bác có thêm một số cái kinh nghiệm khi đi mua xe đã qua sử dụng. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn anh chị em.